Đại gia Ả Rập quay xe, cắt siêu đô thị trên sa mạc từ 170 km xuống còn 2 km, nhà thầu bắt đầu sa thải công nhân, tương lai bất định. 3 năm trước, hồi tháng 1 năm 2021, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman từng gây chấn động thế giới khi lần đầu công bố kế hoạch xây dựng công trình lớn nhất hành tinh có tên gọi NEOM, siêu đô thị trên sa mạc. Trái tim của thành phố NEOM sẽ là hai tòa nhà chọc trời với tên gọi The Line, rộng 200m và dài tới 170km, chạy từ vịnh Aqaba đến một khu nghỉ mát trên núi của chính phủ Ả Rập Xê Út. Thành phố có mặt ngoài bằng gương, cao khoảng 500m, vượt qua tòa nhà Empire State 450m và tháp Eiffel 330m. The Line sẽ là nơi cư trú của 9 triệu dân với đầy đủ tiện ích mà không cần có đường xá, ô tô hay khí thải. Thành phố sẽ vận hành bằng 100% năng lượng tái tạo. Cư dân có thể tiếp cận mọi tiện ích chỉ trong vòng 5 phút đi bộ. Dự án này dự kiến tiêu tốn 1.500 tỷ USD và được coi như cách mạng của quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, công trình này từ lâu đã bị hoài nghi và chỉ trích. Sau đó, một số bài báo cho biết Thái tử Mohammed thay đổi tầm nhìn dự án, bộ chi ngân sách và đội ngũ nhân viên chủ chốt luôn thay đổi. Một số người làm việc trong dự án từng mô tả là không thực tế. Theo một số nguồn tin giấu tên, gần đây, dự án này đã bị cắt giảm xuống chỉ còn kéo dài 2,4 km và số dân đến đây dự kiến còn khoảng 300.000 người, thấp hơn rất nhiều so với những gì NEOM mô tả trên trang web quảng bá siêu dự án của mình. Trong tình hình hiện tại, ít nhất một nhà thầu đã bắt đầu sa thải công nhân. Việc thu hẹp quy mô của The Line diễn ra khi ngân sách chung cho NEOM năm 2024 vẫn chưa được Quỹ Đầu tư Quốc gia của Ả Rập Xê Út phê duyệt. Dự trữ tiền mặt của quỹ này chỉ còn 15 tỷ USD tính đến tháng 9 năm ngoái. Trong khi đó, ngay trong giai đoạn đầu tiên của dự án, NEOM dự kiến sẽ tiêu tốn tới 320 tỷ USD tính đến năm 2030 và một nửa trong số đó đến từ Quỹ Đầu tư Quốc gia, theo công bố của Thái tử Mohammed. CEO của NEOM, Nedmia Nasser, cũng lên tiếng cảnh báo về khả năng dự án khó có thể hoàn thành các hạng mục vào năm 2030. Nếu muốn giải quyết các thách thức của ngày mai, chúng ta phải đối mặt với nó từ ngày hôm nay, dù có khó khăn như thế nào. Dự án thành phố NEOM được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo kinh tế Ả Rập Xê Út, tránh phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ. Trong dự án NEOM, ngoài The Line còn có khu công nghiệp, các cảng biển và các khu du lịch.